chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần 2 của bản tin FPNC tối ngày 2 tháng 10. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, khảo sát Tankan của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vừa công bố số liệu cho thấy niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua. Nhu cầu hàng hóa trên thế giới phục hồi thúc đẩy khả năng tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản. Theo khảo sát Tankan, quý 3 vừa qua, tâm lý kêu gọi nhà sản xuất lớn đạt mức cộng 22, điểm cao nhất kể từ năm 2007. Đây đồng thời là quý thứ tư liên tiếp chứng kiến chỉ số này tăng điểm. Niềm tin của các doanh nghiệp phi sản xuất cũng ở mức cao, cộng 23 điểm. Dự kiến trong những tháng còn lại của năm tài chính, các doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục tăng chi. Điều này giúp thổi kỳ vọng vào một đợt tăng lương mới và tăng chi tiêu hộ gia đình. Đây cũng là điều mà chính phủ Nhật mong mỏi nhằm đạt đến mức lạm phát mục tiêu 2%. Khảo sát Tankan mới công bố cũng là một cơ sở vững vàng giúp Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục lấy được lòng dân vào kỳ bầu cử sớm ngày 22 tháng 10 tới. Hiện các nhà đầu tư đang dõi theo quyết định của chính sách ngân hàng trung ương Nhật Bản BOJ trong cuộc họp diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 10 tới. Mới đây, người dân tại khu vực tự trị Catalonia của Tây Ban Nha đã tự tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý để tách ra thành một quốc gia riêng, với 90% số phiếu đồng ý, bất chấp sự phản đối và không đồng ý của Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, người dân Catalonia vẫn xuống đường ăn mừng kết quả này. Trong cuối tuần qua, người dân thuộc khu vực tự trị Catalonia của Tây Ban Nha đã tự tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân ý để tách ra khỏi Tây Ban Nha, thành lập một quốc gia riêng. Kết quả 90% người dân Catalonia đồng ý tách ra khỏi Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã không chấp nhận việc này và gọi việc này là bất hợp pháp, đồng thời đây là một hành động phá luật. Lực lượng cảnh sát đã được điều động để trấn áp người tham gia bỏ phiếu. Theo báo cáo, đã có gần 800 người bị thương sau khi lực lượng cảnh sát tham gia trấn áp những người tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Tổng thống của Tây Ban Nha thì cho rằng hành động sử dụng lực lượng cảnh sát trấn áp bạo lực đối với người dân là một hành động làm xấu hình ảnh của Tây Ban Nha. Bộ mặt của Tây Ban Nha đang ngày càng xấu đi và ngày hôm nay việc này đã đạt tới mức tệ nhất mà chắc chắn sẽ không ai quên được. Theo nhiều chuyên gia, dù cho việc người Catalonia ăn mừng thể hiện phần nào chiến thắng đối với cuộc khủng hoảng hiến pháp diễn ra hàng thập kỷ tại Tây Ban Nha, nhưng bỏ phiếu trưng cầu dân ý tách ra khỏi Tây Ban Nha lại là một chuyện vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Trong một lễ hội ngoài trời diễn ra tại Las Vegas, Mỹ vào cuối tuần qua, một kẻ tình nghi đã liên tục xả súng vào những người tham dự. Thống kê ít nhất có 2 người thiệt mạng. Tại lễ hội. Thưa quý vị, nhắc đến khởi nghiệp, nhiều người hay nghĩ đến các bạn trẻ tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Thế nhưng có một thực tế là tại các địa phương như các tỉnh miền Tây hay miền Trung, phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ vẫn rất hăng say. Tuy điều kiện khởi nghiệp còn khó khăn, nhưng các startup địa phương vẫn có những lợi thế nhất định và nếu biết cách tận dụng thì đó là những hướng đi tốt, vừa giúp cho các bạn trẻ khẳng định tài năng và đam mê của mình, vừa giúp mang thương hiệu địa phương lan tỏa đến nhiều người hơn. Dưới đây là ghi nhận của chúng tôi về các startup địa phương tham gia ngày hội khởi nghiệp Startup Day 2017 vừa diễn ra. Tháng 11 năm 2015, chị Lê Thị Hồng Mận quê ở Quảng Nam bắt đầu dự án khởi nghiệp của mình với tên gọi là Madasa, quà quê của mẹ. Với quan niệm quảng bá ẩm thực cũng chính là quảng bá văn hóa, Madasa, quà quê của mẹ hướng đến cung cấp các sản phẩm ẩm thực địa phương với khách hàng trên toàn quốc. Trong thời gian đầu khởi nghiệp, chị phải làm hết mọi công việc từ xây dựng thương hiệu, marketing, liên hệ với các đơn vị chế biến đồ khô đặc trưng của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng để đặt hàng gia công chế biến. Đồng thời để có nguồn vốn duy trì hoạt động, chị vừa phải hoàn thành công việc cố định của mình tại cơ quan, vừa dồn hết công suất để chạy dự án. Madasa là một ví dụ điển hình của các bạn trẻ khởi nghiệp bằng chính thương hiệu và đặc sản của địa phương mình. Mình được sinh ra ở một vùng quê của Quảng Nam là nơi có một cái truyền thống quà quê rất là đặc sắc và mình lại được học ở Huế thì cũng là một nơi như vậy. Cho nên là trong tâm tư của mình là luôn ấp ủ cái mong muốn là mang những cái sản phẩm đặc sản của địa phương đến với vùng miền khác. Bởi vì thì cái khó khăn đó là bởi vì các cái sản phẩm này nó liên quan đến ẩm thực, trong khi đó cái trào lưu bây giờ thì thực phẩm bẩn rất là nhiều, cho nên là để mà thuyết phục được khách hàng tin dùng cái sản phẩm và đảm bảo được chất lượng 100% trong tất cả các lần giao dịch đối với khách hàng thì đó là một cái mà Madasa luôn luôn hướng đến và phải phát triển như thế thì mới phát triển bền vững được. Cũng giống như Madasa của chị Hồng Mận, dự án KVN.vn, thương mại điện tử địa phương, cũng là một dự án khởi nghiệp của anh Ngô Tuấn Thanh đến từ tỉnh Sóc Trăng. Anh Thanh cũng cho biết, khởi nghiệp tại địa phương không có nhiều lợi thế như tại các thành phố lớn. Mặc dù tại miền Tây cũng có nhiều dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ, nhưng hầu hết các dự án này đều sớm thất bại vì chưa có hướng đi đúng đắn.
cùng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2017 với anh. Nhưng đến hiện tại, chỉ có một dự án kvn.vn của anh Thanh là còn trụ đến bây giờ. Đối với một số người suy nghĩ là chúng tôi đặt ở Sóc Trăng, một địa phương nhỏ thôi, và họ suy nghĩ là liệu chất lượng mà viết website của chúng tôi có đảm bảo hay không. Và qua cái cuộc thi top hôm nay, chúng tôi dám khẳng định với mọi người là dịch vụ của chúng tôi cung cấp không thua bất cứ cái dịch vụ nào trên thị trường hiện nay. Qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm lại cho các bạn top ở miền Tây là có một cái động lực cố gắng tham gia nhiều cuộc thi tốt hơn nữa. Điểm chung của các startup địa phương đó là nhà sáng lập đều là những người đã đi làm, có tình yêu với văn hóa, ẩm thực và muốn mang thương hiệu của địa phương mình đi xa, được nhiều người biết đến. Thế nhưng cái khó của các startup địa phương là vì cơ sở vật chất tại các địa phương này còn thấp. Người dân vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của khởi nghiệp và đa số các bạn trẻ khởi nghiệp lên ý tưởng với đam mê mà chưa biết cách xây dựng thương hiệu, chưa có hướng đi cụ thể cho riêng mình. Đặc biệt, nguồn lực là vấn đề mà các startup địa phương luôn phải đau đầu. Chính những cái khó ấy đã khiến cho các dự án khởi nghiệp tại các địa phương chưa kịp ra mắt đã phải thất bại. Khi mà công ty thành lập ở Sóc Trăng, chi phí nhân lực, rồi hosting, tất cả đều được giảm chi phí mức tối đa thấp nhất. Cho nên từ đó KVN có thể giảm được cái chi phí là tạo website miễn phí. Nhưng mà cái khó khăn cái đối với KVN đó chính là nhân lực. Mỗi lần mà chúng tôi muốn tuyển thêm một người đó thì chúng tôi phải đào tạo họ từ 3 đến là 6 tháng. Cái phần đó rất là khó khăn. Và nhóm cũng đang cố gắng vượt qua bước khó khăn này. Mặc dù khó khăn nhưng các bạn trẻ khởi nghiệp tại các địa phương vẫn không nhục chí. Tại ngày hội Startup Day năm 2017, các dự án của các startup địa phương tuy ít nhưng vẫn mang những nét riêng nổi bật của mình. Tại gian hàng của dự án Tỏi Đen IMV hệ sinh thái siêu thực phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, do nhóm startup trẻ phát triển từ thương hiệu tỏi đen Lý Sơn Quảng Ngãi đã thu hút rất nhiều khách tham quan và người mua sắm. Sản phẩm tỏi đen IMV đã đạt giải nhì cuộc thi Startup World năm 2016. Đây được xem là một dự án tiêu biểu của các startup khởi nghiệp với hình ảnh của địa phương mình thành công và duy trì được lâu dài. Là sản phẩm tỏi đen, một sản phẩm tỏi đen IMV thì mất cái thời gian nó dài hơn và cái sản phẩm đi qua nhiều công đoạn, từ cái công đoạn để mà thành một cái sản phẩm hoàn thiện thì và các bạn trước đã rất vất vả để mà đi ra từng bước để hoàn thiện cái sản phẩm. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì các bạn cũng sản phẩm tỏi đen khác ra đời nhưng đã rút ngắn được, tức là đã học tập kinh nghiệm thì có thể là qua BSC hoặc qua thực tế của cái tỏi đen AMV để các bạn rút kinh nghiệm, để dẫn tới là cái thời gian tôi hỏi các bạn thì bạn nói rằng thời gian để mà ra được sản phẩm chỉ có hơn một năm thôi, và cái sản phẩm đi với một công nghệ hiện đại hơn, và cái nhánh tỏi ấy, thì cái nhìn nó hoàn thiện hơn, cái sản phẩm hoàn thiện thì tôi nghĩ là đây đã có một sự tận dụng cái kinh nghiệm của người đi trước. Khi những startup tại các thành phố lớn tập trung vào công nghệ, phần mềm và hướng đến sự phát triển tại những thị trường khu vực và quốc tế, thì các startup địa phương lại có những lợi thế tại nội địa rất nhiều. Tuy không có nhiều thế mạnh như tại các thành phố lớn, nhưng họ có thế mạnh là việc am hiểu văn hóa, truyền thống cũng như điểm mạnh của địa phương mình. Họ có thể tận dụng những điểm mạnh này để tập trung phát triển nhắm đến một đối tượng khách hàng nhất định và tận dụng thị trường ngách để phát triển theo cách của mình. Bởi giữa hàng ngàn ý tưởng khởi nghiệp muốn vươn mình ra thế giới, việc tận dụng lợi thế địa phương, phát triển từng bước thương hiệu địa phương mình để phát triển tại thị trường nội địa có thể coi là một lựa chọn khôn ngoan. Các bạn cần có một cái sự gọi là chọn cái thị trường ngách và chọn cái thế mạnh của quê hương mình. Ví dụ như tôi thấy các một số dự án mà các bạn làm về nông nghiệp ha, rồi về nấm, rồi coi như về cái chuyện mà tưới trồng cây và dự án về các dự án như vậy đó, nó mang thế mạnh mà nó đặc trưng về cái sản phẩm vùng miền, nó cũng là hay, nhưng mà mang tính gọi là công nghệ hóa đi và cái mức gọi là lan tỏa scalable tốt hơn đi thì các bạn hoàn toàn có thể thành công. Thì tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ rất muốn đồng hành với các em và các cơ quan chúng ta cũng truyền thông rộng rãi hơn đến với các tỉnh thành, hãy đến với lại những vùng quê để chúng ta phát hiện ra nhiều nhân tài của Việt Nam giúp cho các khởi nghiệp thành công hơn.
Dự án Madrasa, KVN.vn hay Tỏi Đen IMV là những dự án startup địa phương nổi trội. Trong hơn 120 mô hình khởi nghiệp trên cả nước tham gia ngày hội Startup Day năm 2017 vừa qua, dù còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng các startup địa phương này đang dần khẳng định hướng đi đúng đắn của mình khi chọn phát triển thị trường ngách và mang thương hiệu địa phương của mình đến gần hơn với khách hàng trong cả nước. Chuyển sang thị trường chứng khoán, cả hai sàn đồng loạt mất điểm trong phiên đầu tuần, thanh khoản dần suy yếu trước xu thế điều chỉnh của thị trường. Chỉ số VN Index tăng tốc ngay từ đầu phiên giao dịch, nhóm cổ phiếu bia rượu mà dẫn đầu là xu thế tăng của Habeco vẫn đang là tâm điểm của thị trường. Tuy vậy, về cuối phiên sáng, đà tăng này bị thu hẹp dần khi nhiều cổ phiếu lớn đảo chiều giảm giá. Bên cạnh đó, lực bán cũng tăng mạnh dần tại nhiều mã mang tính đầu cơ cao như KLF, FPT. Bước sang phiên chiều, sắc xanh chỉ duy trì trong ít phút đầu, sau đó thì VN Index đảo chiều giảm điểm hẳn. Áp lực bán gia tăng trên nhiều cổ phiếu đã khiến cho thị trường diễn biến khá tiêu cực. Hoạt động giao dịch trên sàn vì vậy cũng sụt giảm đáng kể. Khép phiên, VN Index giảm 0,27% xuống còn 802,23 điểm, thanh khoản chưa đến 3.000 tỷ đồng, tương đương chỉ hơn 119 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HNX Index cũng có phiên giao dịch khá giằng co cùng hoạt động giao dịch suy yếu. Thị trường thiếu sự hỗ trợ từ các cổ phiếu chủ chốt, số lượng mã tăng lép vế hẳn so với số mã giảm giá. Chốt phiên, HNX Index giảm nhẹ về mốc 107,51 điểm, khối lượng giao dịch đạt gần 52 triệu đơn vị, ứng đến chưa đến 470 tỷ đồng. Forward phiên cuối tuần qua tiếp tục tăng điểm, đánh dấu 8 quý liên tiếp có mức tăng đầu tiên trong vòng 20 năm qua. Kết phiên giao dịch ngày 30 tháng 9, chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, S&P 500 tăng gần 0,4%, còn Nasdaq tăng gần 0,7%. Chỉ số Dow Jones và S&P lập kỷ lục mới với nhóm công nghệ dẫn đà tăng điểm. Nhóm vận tải của Dow Jones và nhóm 2.000 cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng đạt đỉnh cao mới. Chốt lại cả quý vừa qua, thì Phố Wall đã tăng điểm 8 quý liên tiếp, lần đầu kể từ năm 1997. Các chuyên gia dự định tâm lý hưng phấn vẫn còn duy trì trên thị trường ít nhất trong vài tuần nữa, nhờ sự hỗ trợ thông tin của nền kinh tế và chính sách Mỹ. Tuần qua, chính phủ của Mỹ cũng đã công bố kế hoạch cải cách thuế. Đáng chú ý, kế hoạch này giảm thuế cho doanh nghiệp, giảm thuế cho người thu nhập cao, nhưng tăng thuế đối với người thu nhập thấp. Thị trường hưởng ứng kế hoạch này, nhưng nhiều chuyên gia vẫn lo ngại kế hoạch vấp phải sự phản đối khi trình lên lưỡng viện. Thưa quý vị, chứng khoán Nhật Bản phiên đầu tuần tỏ ra phấn khởi sau khi khảo sát Tankan của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được công bố. Tâm lý nhà đầu tư toàn khu vực châu Á tích cực còn nhờ vào ảnh hưởng từ thị trường Mỹ. Kết phiên giao dịch ngày 2 tháng 10, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,2%, chỉ số ADX 200 của Úc tăng 0,8%, thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Đáng chú ý, trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei hưởng ứng bản báo cáo Tankan mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản mới công bố cho thấy niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp nước này đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, mở đường cho hy vọng nền kinh tế này sẽ sớm đạt mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, mức tăng chỉ số không mạnh do còn nhiều ý kiến trái chiều về khả năng duy trì tâm lý tích cực của các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm nay. Về phía doanh nghiệp, cổ phiếu hãng sản xuất ô tô Nissan giảm gần 3% sau khi cho biết một số dòng xe mới chưa xuất xưởng được vì vướng quá trình sát hạch. Tại thị trường Úc, cổ phiếu tài chính dẫn đà tăng điểm. Còn bây giờ, Minh Vy xin mời quý vị chúng ta tiếp tục cố định kênh truyền hình FBNC để cập nhật những nội dung nổi bật ở phần cuối cùng. Có hơn 24.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng từ năm 2018. Tesla sẽ vận hành nhà máy pin lớn nhất thế giới ở Nam Úc trong 100 ngày nữa.